chúng ta sẽ bỏ những cái phần dư thừa này đi. Các bạn nhìn thấy array id này sẽ được trả về, vậy chúng ta thấy là chain.test gọi đến deep cho đến get id và trả về một cái đặc giá trị trả về sẽ được gán vào trong cái biến là array id. Lúc này chúng ta in cái giá trị này ra array id và chúng ta refresh lại thử để chúng ta xem chúng ta có những cái gì. Các bạn thấy là khi chúng ta chết vào 3 và 6 thì lúc này chúng ta lấy được những phần con của nó. Bây giờ chúng ta thử một phần khác, chúng ta trở về 4 carry. Chúng ta nhấn vào sách kỹ thuật, rồi MySQL. Các bạn thấy sách kỹ thuật của MySQL, sách kỹ thuật sẽ là trà, vì vậy nó sẽ chứa luôn cả phần này. Sau đó là sách kinh tế chẳng hạn. Và chúng ta nhấn Unpublic. Các bạn nhìn thấy là chúng ta lấy được 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 11. Chúng ta thử qua đây xem có đúng hay không. Sách kỹ thuật, rồi MySQL và sách kinh tế thì đã 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 11. Vậy là chúng ta đã lấy đúng được cái mạng của chúng ta. Vấn đề của chúng ta bây giờ là gì? Chỉ là thay đổi trạng thái của cái mạng đó. Vậy thay đổi như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu xử lý trong phần chain status này. Phần này chủ yếu là chỉ lấy ra cái danh sách ID mà thôi. Chúng ta sẽ đóng nó lại. Lúc này chúng ta đã có mạng array ID. Vậy chúng ta viết như sau. If nếu count, chúng ta phải đếm cái phần tử này lại một lần. Chúng ta phải kiểm soát cái trường hợp để tránh là cho hệ thống xử lý quá nhiều CID lớn hơn không. Thì chúng ta mới lấy tất cả các cái phần tử ID. Sau đó chúng ta sẽ viết câu SQL. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần controller. Thì các bạn thấy phương thức public và unpublic của chúng ta đều gọi đến hàm chain status. Public và unpublic khác nhau ở chỗ nào? Nó chỉ khác nhau ở một chỗ. Đó là với public thì giá trị bằng 1 và unpublic giá trị bằng 0. Vậy thì lúc này khi chúng ta nhận được cái task là unpublic thì chúng ta sẽ check cái giá trị nó bằng 0. Chúng ta sẽ xử lý luôn ở trong cái phần chain status này. Chúng ta viết status bằng, lúc này chúng ta cần lấy task xuống, task bằng request get và see request get và. Và lúc này của chúng ta là task. Nếu nó không tồn tại, chúng ta sẽ gán giá trị mặc định cho nó là unpublic. Và lúc này giá trị của chúng ta, kiểu chúng ta là bỏ. Vậy chúng ta đưa vào đây bỏ. Chúng ta muốn biết kiểu cái này là gì thì các bạn thấy nó là một cái từ mà thôi. Unpublic chỉ là một từ. Vì vậy chúng ta có thể đưa vào cái giá trị của chúng ta là quật ở tham số, cái tham số thứ tư. Chúng ta có thể đưa vào đây là giá trị là quật. Cái này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều trong quá trình tránh những cái lỗi SQL nguy hiểm. Rồi vậy là chúng ta có. Bây giờ chúng ta sẽ echo nó ra để xem chúng ta có giá trị task hay không. Tạm thời chúng ta đóng status này lại. Chúng ta quay trở về. Bây giờ chúng ta chọn mã nguồn mở và MySQL, sau đó chúng ta nhấn unpublic. Các bạn đã nhìn thấy chúng ta nhận được cái task là unpublic, vì chúng ta back nó lại. Rồi chúng ta sẽ chọn lại phần mã nguồn mở MySQL, chúng ta chọn vào phần public. Các bạn nhìn thấy giá trị public. Vì chúng ta quay lại để chúng ta xem. Vì chúng ta nhấn vào mã nguồn mở, chúng ta nhấn vào nút này thôi. Các bạn nhìn thấy cũng là unpublic. Tuy trạng thái hiện tại nó là public thì khi nhấn vào nó phải đổi trạng thái. Còn khi chúng ta nhấn vào CSAP, ở đây trạng thái của chúng ta là unpublic. Khi nhấn vào nó sẽ chuyển qua trạng thái public. Và các bạn đã thấy là chúng ta đã lấy được cái task của chúng ta. Vậy lúc này nếu task của chúng ta bằng giá trị unpublic, chúng ta gán giá trị bằng 0. Vậy chúng ta viết sao?
tát bằng unpublic thì chúng ta sẽ đưa giá trị 0 vào cho nó. Còn nếu không thì chúng ta ghé giá trị 1, vì thực sự public của chúng ta chỉ có hai giá trị 0 và 1. Vậy là chúng ta đã có trạng thái. Lúc này chúng ta sẽ viết câu query. Chúng ta sẽ khởi tạo video để cho dễ thấy phương thức. DB bằng div trở đến get DBO. Sau đó chúng ta viết query object bằng DB gọi đến get query. Chúng ta đưa vào đây giá trị là chủ, tạo câu SQL mới. Tiếp đó chúng ta viết câu truy vấn query bằng query object gọi đến phương thức là update. Update ở bảng nào? Bảng của chúng ta chính là z option query. Tiếp theo nữa là gọi nó update, mà update ở cột nào? Chúng ta sẽ update ở cái cột là public. Chúng ta copy cột public này xuống. Vậy chúng ta sử dụng phương thức set mà ngoặc điều kiện public bằng với giá trị của status mà chúng ta đã tìm được. Lúc này chúng ta sẽ xem set và điều kiện là ở những phần nào. Vậy nó là điều kiện where. Lúc này chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có một tập hợp. Chúng ta sẽ đóng tạm thời dòng này lại. Chúng ta nhấn print. Chúng ta refresh. Các bạn thấy lúc này có một con số 8. Chỉ mới có một con số 8, chúng ta sẽ xem lại tại sao nó chỉ ra con số 8. Đúng rồi, chúng ta nhấn CSAP thì nó chỉ ra số 8 vì chúng ta nhấn vào mã nguồn mở chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có một tập hợp các ID. Vậy thì lúc này chúng ta không thể nào sử dụng là với điều kiện where ID bằng được, mà chúng ta phải sử dụng với điều kiện là where ID in. In tập hợp những phần này. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm employee. Employee để tách cái mạng của chúng ta ra. Vậy tách như thế nào? Bằng dấu phẩy ở giữa trong cái array ID. Sau đó chúng ta đóng nó lại. Bây giờ chúng ta sẽ echo câu SQL ra để chúng ta thấy. Chúng ta refresh lại. Các bạn thấy update book query set public bằng 0. Các bạn thấy ở đây do unpublic nên trạng thái cái trường public của chúng ta bằng 0, where ID in trong cái tập hợp này. Vậy là chúng ta đã đúng. Lúc này vấn đề của chúng ta là gì? Vấn đề của chúng ta là chạy câu SQL đó mà thôi. DB set query. Chúng ta đưa câu query của chúng ta vào và tiếp đó là thực thi nó. DB query. Vậy là chúng ta đã xây dựng xong hàm change status. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Lúc này tôi đóng lại những cái phần echo để chúng ta nhìn cho nó dễ thấy. Chúng ta quay trở về carry. Lúc này tôi nhấn vào mã nguồn mở. Và chúng ta sẽ refresh lại thử xem mã nguồn mở BlackBerry MySQL Database Gen Framework đã chuyển qua màu đỏ hay chưa. Thì các bạn đã nhìn thấy nguyên một dàn này chuyển qua màu đỏ. Bây giờ chúng ta nhấn vào một lần nữa để cho nó chuyển lại trạng thái qua thành public. Và chúng ta xem lại. Các bạn đã thấy chúng ta đã chuyển qua được màu xanh. Bây giờ chúng ta chọn hai phần MySQL và mã nguồn mở. Chúng ta nhấn unpublic. Sau đó chúng ta quay lại chúng ta xem. Thì chúng ta đã thấy nó chuyển từ màu đỏ. Tiếp đó chúng ta chọn hai phần này lại. Chúng ta nhấn public. Và chúng ta cũng quay lại chúng ta xem. Vậy chúng ta đã thấy nó chuyển thành màu xanh. Vậy là hàm change status của chúng ta đã được xây dựng xong. Bây giờ chỉ còn một vấn đề. Đó là gì? Khi chúng ta nhấn xong, nhấn vào đây, nó sẽ đến phương thức change status trong controller của chúng ta. Thì sau khi thực hiện xong nó quay trở về. Vậy thì lúc này muốn quay trở về được, chúng ta sẽ sử dụng phương thức nào?
Để quay trở về được, chúng ta sẽ sử dụng dir cho đến set redirect. Các bạn thấy URL missing và thay. URL là đường dẫn các bạn sẽ quay về là đường dẫn nào. Vậy nó chính là URL của chúng ta. Thường ở trong Joomla khi chúng ta muốn tạo ra một cái đường dẫn nào đó thì chúng ta sẽ để cái đường dẫn đó ở trong một cái lớp gọi là Z-Router. Rồi tiếp đó là URL. Vậy chúng ta chính là index.php hỏi option bằng. Lúc này chúng ta sẽ gán hằng số chúng ta vào. Zoom option chính là combo của chúng ta. Tiếp đó là controller của chúng ta, controller chính của chúng ta, controller sẽ bằng carry. Tiếp đó là một tham số của phần router ở đây chính là XML. XML thì hiện nay XML của chúng ta đang ở chế độ true, có nghĩa là dấu và này sẽ bị chuyển thành một cái ký hiệu của HTML. Lúc này chúng ta sẽ cho nó bằng false để nó trả về đúng. Sau đó chúng ta sẽ gán URL vào. Tiếp đó của chúng ta sẽ là thông báo, một cái câu thông báo missing. Lúc này chúng ta sẽ, khi mà chúng ta thực hiện xong thì chúng ta quay trở về, chúng ta phải hiện câu thông báo. Vậy chúng ta sử dụng missing. Missing của chúng ta sẽ phải là một đoạn test, vậy chúng ta sẽ để trong gtest để cho nó có thể chuyển đổi qua các ngôn ngữ khác nhau. Vậy chúng ta sẽ viết một cái phần trong tập tên ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta đến thư mục language và phần English, sau đó là vào phần book in. Chúng ta sẽ tạo ra một câu thông báo, ví dụ như là com book. Rồi ở đây chúng ta sẽ đặt lên ví dụ change status successful, có nghĩa là thay đổi cái trạng thái thành công, và lúc này là cái kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua thành change status successful. Lúc này chúng ta sẽ đưa giá trị này vào trong message của chúng ta và chúng ta sẽ đưa vào đây. Tiếp đó là thay. Lúc này chúng ta có thể để rỗng cái tham số này vì lúc này nó trả về đúng. Trong trường hợp sai thì chúng ta sẽ có một cái phần thay chúng ta. Thay. Nếu mà nó trả về câu thông báo đúng thì chúng ta chỉ cần đưa thay bằng. Các bạn sẽ thấy chúng ta lấy giá trị mặc định ở đây là bằng null. Nếu mà nó có error thì chúng ta sẽ ghi vào là thay sẽ bằng error, lúc đó nó sẽ hiện một cái dòng thông báo khác với cái dòng thông báo hiện tại. Vậy chúng ta chỉ cần đưa ba giá trị này vào redirect. Bây giờ chúng ta sẽ thử coi thế nào. Lúc này chúng ta sẽ refresh lại và chúng ta nhấn vào mã nguồn mở. Các bạn đã nhìn thấy nó chuyển đổi qua màu đỏ và ở đây nó đã hiển thị một câu thông báo là change status successful. Chúng ta nhấn vào lại một lần nữa thì các bạn thấy nó cũng hiện thông báo. Đây là cái thông báo đã thực hiện được. Còn sau này nếu chúng ta muốn thấy được một thông báo lỗi thì chúng ta chỉ cần sửa lại phần này là error. Và chúng ta nhấn thử mã nguồn mở. Các bạn nhìn đã thấy chúng ta có một cái thông báo về lỗi. Vậy thì các bạn đã hiểu được cái phần redirect của chúng ta. Và chúng ta đã thực hiện xong các cái phần thay đổi trạng thái của carry trong cái book carry của chúng ta. Trong phần sau chúng ta sẽ học về cách thực hiện xây dựng các cái nút move up và move down của chúng ta.